thiết kế độc đáo cùng với là cái màu sắc rất là lạ mắt luôn mọi người ơi. Nguyên một set đồ em đang mặc trên người đây, các chị có thể thấy được là gồm một chiếc áo thun với là một cái chân váy body cho các chị. Và cái chân váy body này thì nó sẽ cái kiểu dáng nó nhìn lạ lắm, sẽ có một cái tà đắp chéo qua cho các chị và có một cái điểm thắt ở đây. Mình mặc tạo điểm nhấn cho nguyên set đồ rất là nhiều và nó che được cái điểm với nha mọi người ha. Xoay đèn size cho các chị coi phía sau lưng nè, form mặc lên rất là tôn dáng và một set gồm hai món cho mình. Phía trên áo sẽ có cái họa tiết chữ đi tông sạch tông màu với là cái chân váy. Mình có thể phối riêng ra ví dụ như áo này phối với lại là quần khác hoặc là chân váy khác, hoặc là mặc cái chiếc form dấu quần cũng được, tại vì cái áo nó rộng và cái chân váy body này mình phối với lại những chiếc áo khác cũng rất là xinh nha mọi người ha. Và một màu duy nhất thôi, nguyên set đồ này thì các chị có thể mặc được em nghĩ là tầm khoảng 50-60 kg đổ lại. Xoay một vòng cho các chị coi kỹ lại phía sau lưng nha, rất là xinh đẹp đúng không mọi người ơi. Và mình có thể mang với giày thể thao cũng được nha. Và cái chân váy này thì em nghĩ các chị mặc vô nhìn nó gọn lắm, tại vì cái họa tiết caro nhưng mà nó là sẽ là sọc dọc cho mọi người, đây mặc lên nhìn nó rất là tôn dáng nha. Và áo thì nó phần tay nó sẽ che được cái điểm bắp tay cũng như phần vai thôi, vừa trẻ trung và vừa quyến rũ cho các chị nữa. Một màu duy nhất, chị nào muốn sở hữu 5 set đồ này thì gửi ngay cho em số điện thoại mà sản phẩm để em tư vấn kỹ cho các chị, chấm một chấm em báo giá cho mình, giao hàng tận nơi cho mọi người. Khi để lại hai thông tin đầy đủ cho em luôn nha, và mà sản phẩm á em có để bên dưới clip này nè,